Alo, chào các anh chị. Không biết các anh chị có nghe được không ạ? Alo. Dạ có thầy. Các anh chị có Nghe nghe được. rõ thầy. Nghe rồi thầy ạ. Anh chị Dạ có nghe nghe. rõ. Anh chị có thấy cái màn hình mình chia sẻ chưa ạ? Dạ thấy rồi thầy ơi. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi hướng dẫn hôm nay. Đây thì chúng ta có hai lớp học chung với nhau. Các anh chị có thể ghi hình, ghi âm nhưng mà có đưa lên YouTube giúp dùm. Được không ạ? Cái phần hướng dẫn của mình hôm nay á sẽ có ba cái mục tiêu. Yếu là sẽ chia sẻ với lại các anh chị về phương pháp và các cái công cụ cho chúng ta có thể tập được các cái dữ liệu. Mình là có ba cái mục tiêu. Cái thứ nhất là các anh chị sẽ trình bày được các cái phương pháp cũng như là cái công cụ thu thập dữ liệu. Cái thứ hai là các anh chị sẽ phân tích được những cái điểm mạnh, điểm yếu của từng cái phương pháp. Và cái thứ ba là phát triển được cái bộ công cụ thu thập dữ liệu của cái nghiên cứu của mình. Vì tất cả các anh chị ở đây thì tốt nghiệp đều cần phải hoàn thành một cái luận văn tốt nghiệp. Thì cái đó đây là cái mục tiêu mà quan trọng. Thế là cái buổi hôm nay thì ta sẽ chưa có đạt được cái mục tiêu này. Nhưng mà sau khi hoàn thành khóa học của mình thì các anh chị sẽ phải đạt được cái mục tiêu số 3 này. Trong quá trình hướng dẫn, nếu mà các anh chị không còn nghe được mình nói là vì hướng dẫn online mà, hoặc là không có rõ chỗ nào đó, thì các anh chị vui lòng họ giúp liền lúc đó. Cái thứ hai nữa là các anh chị là tắt các cái micro để vì nếu mình bật nhiều micro quá đó thì nó sẽ gây nhiễu tới những cái người khác. Vậy đối với ba cái mục tiêu này thì không biết các anh chị có một cái câu hỏi hay có một cái đóng góp gì thêm vào ba mục tiêu này hay không? Nếu mà các anh chị cảm thấy là mình cần bổ sung thêm một cái mục tiêu nào khác thì các anh chị có thể cho ý kiến giúp. Thầy nghe cũng vừa đủ thôi thầy. Thầy có thể nói lớn hơn được không thầy? Rồi mình sẽ nói lớn hơn, bây giờ rõ hơn chưa? Dạ giờ thì rõ hơn thầy, nãy phải lắng thầy. Rồi, cảm ơn chị Dạ đã thầy phản ơi, hồi. em vẫn chưa thấy thầy xem màn hình nhỉ. Các anh chị khác có thấy không hay là chỉ có mỗi mình chị không thấy? Các anh chị khác có thấy không? Dạ em thấy màn hình thầy. Như vậy là rồi, nếu mà chị mà chưa thấy có thể xem giúp thử coi ở bên cái góc bên tay phải á, của cái team á, nó có một Dạ. cái nó có một cái mục là ngay chỗ chữ mo đó, mình có thể vào sau đó mình để là full screen xong mình lôi cái màn hình chiếu xuống, thay vì mình để người á thì mình lôi cái màn hình trình chiếu xuống. Dạ để em làm thử. Dạ cảm ơn thầy. Rồi. Rồi các anh chị có góp ý gì về ba cái mục tiêu này hay không? Có cần bổ sung thêm một cái mục tiêu nào khác không?
Rồi nếu mà chúng ta không có góp ý gì thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tìm hiểu cái phần phương pháp và cái công cụ thu thập dữ liệu. Thì một số các anh chị có thể là ở một cái khóa học nào đó đã có kinh nghiệm về cái việc phát triển các cái công cụ và cái phương pháp thu thập dữ liệu rồi, hoặc có thể là trong cái quá trình công tác của mình đó, các anh chị cũng đã từng làm các cái nghiên cứu rồi. Vậy đó, mình nghĩ là trong cái lớp mình sẽ có nhiều anh chị cũng đã có kinh nghiệm. Thông thường thì các cái bộ công cụ và cái phương pháp thu thập dữ liệu rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà chúng ta có một cái bộ công cụ không tốt thì cái số liệu hay cái dữ liệu của chúng ta thu thập được nó sẽ không có tốt. Nếu mà cái dữ liệu, cái công cụ chúng ta tốt nhưng mà chúng ta thu thập không có đúng cách, chúng ta không có kỹ thuật tốt thì cái dữ liệu chúng ta cũng sẽ không có tốt. Do đó cái này nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái giá trị của nghiên cứu. Giá trị của nghiên cứu thì thường á, người ta đối với nghiên cứu định lượng trong cái khóa học của mình á, thì mình nói về nghiên cứu định lượng, nghiên cứu mà được rất là nhiều các cái nhà lâm sàng cũng như là khoa học sức khỏe và các thầy cô chấp nhận. Mình có một cái dạng nghiên cứu khác nữa, đó là nghiên cứu định tính. Thì đó không phải là cái mục tiêu của cái khóa học này, mà cái mục tiêu của khóa học này là nghiên cứu định lượng. Do đó nếu sau này các anh chị có gặp một cái người nào đó, người ta hướng dẫn một cái cách hay một cái kỹ thuật xây dựng một cái bộ công cụ thu thập dữ liệu hơi khác với cái này một chút, có thể là người ta sẽ dùng cái từ là topic guide hay là guideline for interview, guideline for focus group discussion, thì những cái đó nó sẽ không có đúng À, giống giờ cái. thầy nói to lên giùm chút được không thầy? Vâng. Rồi các anh chị nghe được chưa? Dạ giờ được rồi thầy, cảm ơn thầy. Rồi. Vâng, thì nếu mà chúng ta gặp những cái đó đó, guideline, topic guide, guideline for interview, guideline for focus group discussion, thì nó không phải là cái cách làm giống như cái này, thì cái cách đó nó cũng không sai, mà cái cách đó là nó phục vụ cho một cái loại nghiên cứu khác hoàn toàn như cái là nghiên cứu định lượng mà chúng ta đang học trong cái khóa này. Nên là cái khóa này chúng ta sẽ tập trung vào thiết kế cái công cụ cho cái nghiên cứu định lượng. Thì trong cái nghiên cứu định lượng chúng ta thường có hai cái loại giá trị để đánh giá cái nghiên cứu đó nó có tốt hay không tốt. Và cái giá trị đầu tiên mà theo tôi thì là nó quan trọng nhất, đó là cái giá trị bên trong của nghiên cứu. Bất cứ cái nghiên cứu nào nó cũng cần có giá trị bên trong hết. Giá trị bên trong là cái gì? Giá trị bên trong có nghĩa là cái nghiên cứu đó nó có đo lường được những cái mà nó muốn đo hay không. Ví dụ mình muốn đánh giá xem là huyết áp trung bình của cái người bệnh đang nằm điều trị ở một cái khoa phòng nào đó. Vậy thì cái kết quả của mình như vậy nó có đúng với lại thực tế của cái mẫu nghiên cứu hay không? Mình có 100 người ở trong cái phòng bệnh đó, mình đo 100 người và cái kết quả đó nó đúng hay không đúng. Nếu mà nó đúng thì cái nghiên cứu đó được xem là có giá trị bên trong tốt. Thì chúng ta thấy lấy cái trường hợp và đo huyết áp trung bình của những cái bệnh nhân đang nằm điều trị tại một cái khoa nào đó. Thì chúng ta cần phải lấy được cái dữ liệu huyết áp. Và muốn lấy được cái dữ liệu huyết áp thì chúng ta phải có gì ạ? Phải có cái máy đo huyết áp đúng không ạ? Và nếu mà cái máy đo nó tốt thể hiện ở chỗ là chúng ta phải chuẩn hóa cái máy đó với một cái máy đo huyết áp bằng thủy ngân mỗi 6 tháng chẳng hạn. Thì nếu mà nó đo chính xác thì cái kết quả đó là nó tốt. Một cái điểm nữa cũng quan trọng ảnh hưởng tới giá trị bên trong của nghiên cứu là cái phương pháp đo. Nếu mà một cái người người ta không có biết cái phương pháp đo, người bệnh người ta mới uống cà phê xong, người ta mới hút thuốc lá xong, người ta mới vận động xong mà đo huyết áp liền thì cái kết quả nó sẽ không chính xác. Do đó là cái phương pháp và cái công cụ thu thập dữ liệu rất là quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của cái dữ liệu và qua đó nó ảnh hưởng đến giá trị bên trong của cái nghiên cứu. Và tất cả các nghiên cứu hầu như cái giá trị bên trong đó nó sẽ quyết định được cái nghiên cứu nó có giá trị hay không. Nếu mà nghiên cứu nó không có giá trị bên trong thì chúng ta đừng có nghĩ gì đến cái chuyện là nghiên cứu đó nó có thể đem đi ứng dụng để sử dụng cho một cái dân số nào khác. Và nếu mà cái giá trị nghiên cứu đó nó có thể đem đi ứng dụng và sử dụng cho một cái nghiên cứu nào, một cái dân số nào khác với cái dân số mình đang làm nghiên cứu thì người ta gọi đó là giá trị bên ngoài. Vậy thì cái giá trị mà nó ứng dụng càng nhiều á thì cái giá trị bên ngoài nó càng tốt. Nhưng nếu mà cái nghiên cứu của mình á, giá trị bên trong không có thì còn nói gì được đến cái giá trị bên ngoài nữa. Nên là cái giá trị bên trong đó là cái giá trị mà mình rất là quan trọng, phải không? Nó là ảnh hưởng hết tất cả mọi thứ.
chúng ta hay nói đến cái chuyện là lấy mẫu rồi chọn mẫu như thế nào, thì cái đó nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị bên ngoài của nghiên cứu. Còn cái công cụ và cái phương pháp cũng như cái quy trình mình thực hiện nghiên cứu, làm đề cương cho nó chặt chẽ mọi thứ, thì cái đó là ảnh hưởng trực tiếp đến cái giá trị bên trong của nghiên cứu, và đó là cái mà rất là quan trọng, tất cả nghiên cứu đều phải hướng đến đối với nghiên cứu định lượng. Còn nghiên cứu định tính thì nó sẽ khác cái này. Chỗ này các anh chị có cái câu hỏi hay là có gì cần trao đổi thêm không trước khi mình tiếp tục? Dạ, em cũng chưa có hiểu rõ về cái thầy nói về cái nghiên cứu định lượng với định tính. Rồi mình đang học về nghiên cứu định lượng, nhưng mà thực tế có cái nghiên cứu định tính có nghĩa là như thế nào hả thầy? Nghiên cứu định tính thì chắc là mình, do là mình không có học ở trong cái khóa học của mình. Tại sao mình nhắc tới cái nghiên cứu định tính đó? Tại vì rất là một số người á, thì khi mà thấy cái cách mình thiết kế cái công cụ xong thì họ nói là tôi có biết được một cái cách khác nữa. Nhưng mà cái cách đó thì nó không phải là dùng cho cái nghiên cứu định lượng này. Nó là một cái dạng nghiên cứu định tính. Nghiên cứu định tính là cái gì? Đó là cái nghiên cứu mà họ sử dụng các cái công cụ nó rất là linh hoạt và rất là nhiều cái phương pháp khác nhau để thu thập những cái dữ liệu. Dữ liệu của nghiên cứu định tính nó sẽ khác với nghiên cứu định lượng của mình. Nghiên cứu định lượng dữ liệu có thể là chỉ số huyết áp, thí dụ ha, các cái số đo được, các cái câu hỏi, các công cụ được thiết kế một cách là chặt chẽ, thí dụ như là tuổi là bao nhiêu tuổi, có bị bệnh gì không, thì những cái đó nó được đo lường rất là cụ thể rõ ràng. Tuy nhiên trong những cái trường hợp mà chúng ta không thể nào đo lường cụ thể rõ ràng vậy được, ví dụ hỏi anh chị có thích ăn một cái món gì đó, ăn phở không, ví dụ mình nói có, thì nghiên cứu định lượng có thể chỉ dừng ở đó, rồi chúng ta không biết được tại sao người ta lại thích ăn phở, nó có cái gì đặc biệt, hay là muốn biết là tại sao ăn phở ở đây nó ngon mà người ta họ mình thấy ngon, nhưng mà cái người khác thì người ta lại qua cái quán phở bên kia, có lẽ là mình nhìn thì mình cũng thấy hấp dẫn gì mấy so với cái quán bên đây. Vậy thì tại sao người ta lại chọn món phở và tại sao mà người ta chọn cái quán bên kia mà không chọn quán bên đây? Thì cái nghiên cứu định tính nó sẽ giúp mình trả lời cái đó nó hiệu quả hơn so với cái nghiên cứu định lượng. Hoặc là tại sao mà người ta lại hút thuốc lá, mặc dù người ta biết là nó có hại, tại sao nó hút thuốc lá? Thì cái nghiên cứu định tính nó sẽ trả lời cho cái chuyện là tại sao người ta lại hút thuốc lá như vậy, dù biết là nó nguy hiểm, rồi nó có hại cho sức khỏe người ta vẫn hút. Nhắc tới để mọi người thấy là đây là cái cách thiết kế của định lượng, nó có một cách khác, và chúng ta nếu mà chúng ta sau này có gặp á, thì chúng ta cũng biết là cái này không phải là nó không đúng, nó có thể là nó một cái dạng nghiên cứu khác thôi. Thì đó không phải là cái mục tiêu chính của cái bài của mình, do đó là chúng ta sẽ không có nên nói sâu về nó ở trong cái buổi học này. Chúng ta có thể có một cái khóa nào đó về định tính thì mình phát triển, mình trao đổi nó thì sâu hơn. Không biết như vậy thì có giải đáp được phần nào cái câu hỏi của chị chưa? Dạ dạ em cảm ơn thầy. Dạ cảm ơn thầy. Vâng. Nếu mà chúng ta không có cái câu hỏi nào khác liên quan tới cái nghiên cứu định lượng, giá trị của nghiên cứu định lượng rồi phương pháp công cụ, thì chúng ta sẽ tiếp tục. Thì đối với các cái phương pháp cũng như cái công cụ thu thập dữ liệu của nghiên cứu định lượng á, thường chúng ta có rất là nhiều cái sẵn có, nhất là đối với các anh chị mà học bên khối lâm sàng hay là cận lâm sàng á, thì mình nhiều có công cụ, nhiều cái sẵn có, và nó có thể xem là nó khách quan. Ví dụ như mình muốn đo huyết áp thì mình có cái công cụ đo huyết áp là cái máy đo huyết áp, đúng không ạ? Và mình có cái cách đo, đó là cái phương pháp. Hay là mình muốn đo cái chỉ số mỡ ở trong máu thì, hoặc là đường huyết, thì tất cả những cái đó mình đều có những cái công cụ, những cái trang thiết bị giúp cho mình đo lường được. Tuy nhiên đối với những cái loại nghiên cứu mà thông thường á, thì ở bên lĩnh vực y tế công cộng, hoặc là những cái người làm về xã hội, hoặc là những xã hội nó cũng có một cái phần liên quan tới sức khỏe nữa. Nếu mình lên trên mạng thì mình coi nó cũng có một cái phần là social medicine, đúng không?
hoặc là đó là cũng là một cái hướng nghiên cứu mà rất là nhiều cái nhà khoa học xã hội người ta hướng tới, vì xã hội nó ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe. Thì đối với những cái nghiên cứu như vậy á, hoặc là đối với nghiên cứu cộng đồng thì rất là khó chúng ta có thể đem những cái máy móc trang thiết bị, có thể là nếu mà test nhanh mọi thứ thì nó có thể có được, nhưng mà trong những trường hợp á, thì chúng ta không có thể nào chúng ta sử dụng đem những cái máy đó tới cộng đồng mà đi rất là nhiều nơi như vậy được. Và những cái vấn đề của cộng đồng á, đôi khi thì nó không có đo được, giống như là cái chỉ số huyết áp. Ví dụ mình nói sức khỏe, chỉ sức khỏe là gì? Nếu mình nói sức khỏe là thể hiện qua năm cái dấu sinh hiệu thì thật ra nó không phải hoàn toàn đúng, đúng không ạ? Đúng không? Hoàn toàn đúng, có những người thì dấu sinh hiệu bình thường nhưng mà người ta cũng cảm đâu có cảm thấy khỏe mạnh gì đâu. Thì những cái vấn đề như vậy á, chúng ta phải cần có một cái công cụ nào đó đo lường, và cái cách đo lường hay nhất hiện nay là dựa trên những cái bộ câu hỏi để người ta trả lời, dựa trên là cái cảm nhận của cái người đó. Đương nhiên sẽ có người nói vậy thì nó là nó có liệu nó có phù hợp, nó có đúng hay không. Thì ở một cái mức độ nào đó, nếu mà chúng ta không có cái cách nào để đo lường tốt hơn thì cách đó có vẻ là nó là phù hợp nhất cho tới cái thời điểm hiện tại. Do đó là đối với những cái hướng nghiên cứu đó, thường thì chúng ta phải tự xây dựng những cái bộ công cụ riêng mà nó không sẵn có. Hiện nay thì trên thế giới người ta cũng đã có bắt đầu cũng thiết kế những cái bộ công cụ đó rồi, và nếu mà chúng ta chịu khó tìm á thì ở trên mạng cũng có những cái đó, và chúng ta có thể lấy về và chúng ta dịch ra cái ngôn ngữ của mình để mà mình có thể sử dụng. Nhưng trong trường hợp mà chúng ta không có thể nào có được những cái công cụ đó thì buộc lòng chúng ta phải tự phát triển cái công cụ riêng của chúng ta thôi. Thì khi mà phát triển như vậy chúng ta sẽ hiểu được, cái bài này cũng sẽ giúp cho chúng ta hiểu được cái cách để mà chúng ta có thể thiết kế những cái công cụ riêng của chúng ta. Vậy thì đối với những cái công cụ mà sử dụng bộ câu hỏi hay là những cái điều tra cộng đồng đó đó, thì một trong những cái vấn đề quan trọng là cái công cụ đó nó phải có giá trị. Máy huyết áp hay là cái máy đo mỡ, cái máy đo đường huyết, thì những cái đó là nó có giá trị sẵn rồi, đúng không ạ? Ai cũng biết hết, trên thế giới người ta đã chấp nhận cho cái máy đó sử dụng trong cái việc chăm sóc sức khỏe, thăm khám lâm sàng, chẩn đoán cận lâm sàng, thì những cái máy đó nó có giá trị rồi mình mới nhập vô mình cho sử dụng. Còn đối với những cái bộ công cụ đó thì chúng ta phải tìm được cái dữ liệu, hay là tìm được cái tài liệu hay y văn, hoặc là chúng ta không tìm được thì chúng ta phải chứng minh được cái bộ câu hỏi nó có giá trị. Bởi vì đó là một trong cái lý do mà rất là nhiều nghiên cứu ở Việt Nam á, khi nộp cho các cái tạp chí quốc tế họ không có chịu, lý do là cái công cụ của mình nó không có được giá trị. Như mình nói ban đầu là cái công cụ nó không có giá trị thì cái dữ liệu nó không thể nào có giá trị được hết. Nên là cái việc quan trọng đầu tiên là chúng ta phải chứng minh được là cái bộ công cụ chúng ta sử dụng là nó có một cái giá trị nào đó chấp nhận được để thực hiện cái nghiên cứu mà chúng ta muốn làm. Vậy thì mình ở đây mình sẽ nêu một số phương pháp để mà các anh chị có thể tham khảo. Ví dụ mình nói là sử dụng cái thông tin sẵn có. Sử dụng thông tin sẵn có là gì? Là cái mà chúng ta dùng cái dữ liệu được lưu trữ ở trong bệnh viện, được lưu trữ ở một cái nguồn dữ liệu nào đó. Thí dụ ở nước ngoài họ có những cái nguồn dữ liệu được lưu ở đó rất là nhiều năm. Tại ở Việt Nam mình hiện nay Tổng cục Thống kê cũng có một cái bộ dữ liệu rất là nhiều năm điều tra về sức khỏe, dân số, nhà ở, người, rất là nhiều cái vấn đề liên quan tới xã hội. Bộ Y tế hiện nay cũng có dữ liệu đó và sẽ công bố hàng năm mình qua cái niên giáp thống kê đó. Thì ở bệnh viện chúng ta cũng có cái đó, và cái việc sử dụng cái thông tin sẵn có này á, ngày càng quan trọng. Trước trước đây chúng ta thấy là khi mà cái công nghệ thông tin nó chưa có phát triển á, thì chúng ta ít thấy cái tầm quan trọng của nó. Nhưng mà với cái công nghệ hiện nay á, chắc là các anh chị cũng đã từng nghe nói rồi, người ta có thể dùng những cái dữ liệu đó, nhất là cái dữ liệu lớn đó, big data, và người ta có thể sử dụng nó để làm được rất là nhiều việc, và nghiên cứu sẽ cho ra được một cái giá trị rất là lớn nếu như những cái thông tin đó là nó chính xác, nó đúng, thì sẽ làm được rất là nhiều việc. Nhưng cái điều mà cái thông tin sẵn có này nó bị hạn chế ở chỗ là đôi khi có những cái mà chúng ta cần á thì nó lại không có. Chúng ta
muốn biết cái thông tin sẵn có nhưng mà nó lại không có sẵn ở trong đó. Và cái thứ hai nữa đó là đối với cái thông tin sẵn có thì đôi khi á, là chúng ta thấy là cái chất lượng dữ liệu nó không có tốt. Thì cái chất lượng dữ liệu nó không tốt, lý do là sao nó không tốt? Tại vì do cái người nhập dữ liệu á, cái người giữ nhập dữ liệu. Ví dụ hồi trước đây mình có kinh nghiệm là, tại vì mình thì hồi trước khi mình làm á, mình cũng làm nghiên cứu hay là mình khảo sát gì thì mình có thời gian là mình rất là thích xuống để mình lấy dữ liệu. Mình phải trải qua những cái giai đoạn đó thì mình mới có thể hiểu được một phần nào đó cái quy trình mình làm nghiên cứu. Thì khi mình ngồi ở những cái nơi như phòng khám hoặc là ở những cái nơi như trung tâm y tế chẳng hạn, thì đôi khi cái người là nhập dữ liệu là một bạn điều dưỡng, một bạn nhân viên mà có thể là không có trong chuyên ngành, hoặc là đương nhiên những cái người như là đại học như điều dưỡng, người y tế công cộng hay là bác sĩ chắc không ai cũng nhập dữ liệu, chỉ ghi chẩn đoán hồ sơ bệnh án đúng không? Nhưng mà những cái ngành khác á, thì thường sẽ phải ghi dữ liệu, ghi những cái thông tin đó nhiều hơn là cái người bác sĩ. Nên là y tế, những cái người mà có học đại học một chút thì đôi khi thì họ thấy được tầm quan trọng đó, nhưng mà có những người thì người ta không có nghĩ nó quan trọng, người ta nghĩ thông tin thì nó cũng giúp được gì nhiều hết. Chính vì vậy mà những cái người đó họ cứ ghi đại thông tin thôi. Ví dụ như mình nhìn thấy cái người nào đó, nhiều khi thấy lớn lớn tuổi cứ ghi già rồi ghi không nghề hay là ghi hưu trí gì luôn, mặc dù là có thể tóc ông đó bạc thôi, nhưng mà chưa chắc là ông đó ông lớn tuổi ông già. Nên là cái chất lượng dữ liệu đôi khi là nó không có tốt. Cái thứ hai nữa là có những cái về đạo đức nghiên cứu thì nhiều khi là mình cũng hơi băn khoăn. Ví dụ trong đó có những cái thông tin nhạy cảm thì liệu mình có thể công bố được hay không? Và thường thì trong các nghiên cứu chúng ta đều có biết là chúng ta phải làm một cái hồ sơ xin đạo đức nghiên cứu. Và như vậy thì nếu mà chúng ta sử dụng cái dữ liệu sẵn có đó thì liệu cái người bệnh đó mình có tiếp cận được, vì lâu quá rồi, nhiều khi là 1 năm, 2 năm, nhiều khi lâu hơn, mình có tiếp cận được và mình lại xin cái dữ ổng là đồng ý cho mình làm nghiên cứu đó hay không, thì cái đó là cái mà chúng ta phải cân nhắc. Do đó này, đối với những cái thông tin sẵn có thì thường chúng ta chỉ cần thông qua cái cơ quan quản lý cái dữ liệu đó và một cái hội đồng đạo đức nghiên cứu nào đó thì xem như là được. Và mặc dù là nó có những cái khuyết điểm như vậy nhưng mà nó sẽ có những cái ưu điểm, như là nó rất là nhanh, tại vì mình có sẵn trong đó rồi. Nhất là những cái nơi nào á, mà cái dữ liệu đó được lưu trữ trên hệ thống máy vi tính thì cái thông tin đó nó sẽ được được phân tích rất là nhanh, chúng ta không có tốn cái thời gian phải đi lấy dữ liệu, nó có sẵn ở đó, chúng ta chỉ vào xin và download xuống thôi, chúng ta phân tích thì ít, do đó là nó không có tốn kém nhiều về thời gian cũng như nguồn lực. Và chúng ta có thể biết được cái thông tin trong quá khứ nhiều năm liền, nhất là những cái nghiên cứu mà xem thử cái mối liên hệ hay là cái sự thay đổi của cái người đó trong cách đây nhiều năm. Nếu mà cái thông tin mà chúng ta có lưu trữ nhiều năm thì chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều cái sự thay đổi. Nên là tại sao mà một số nước phát triển họ có cái dữ liệu sức khỏe của một cái người dân trong nhiều năm là như vậy, họ sẽ đánh giá được rất là nhiều thứ. Thì ở mình thì hiện nay thì cái hệ thống chung chỉ là cái hệ dữ liệu của dân số chung thôi. Ví dụ mình nói là tổng cục thống kê họ có nè, rồi mình nói là Bộ Y tế có, nhưng cái dữ liệu đó là dữ liệu dân số chung, chứ không phải là cái dữ liệu của từng cá nhân. Nên là ở bệnh viện thì cũng chưa thể nào có dữ liệu của cá nhân theo nhiều cái thời gian, lý do là cái người bệnh đó họ có thể khám ở bệnh viện này nhưng một thời gian họ đi chỗ khác, nên là chúng ta không có được cái nguồn dữ liệu tốt như vậy. Nên nếu mà chúng ta có được một cái nguồn dữ liệu tốt thì có thể đánh giá được cái sự thay đổi của cái người đó trong nhiều năm. Và chúng ta thấy là đối với cái công nghệ thông tin hiện đại đó, chắc là các anh chị có nghe nói là trí tuệ nhân tạo rồi gì đó, thì cái hướng nghiên cứu của thế giới hiện nay là nếu mà chúng ta có rất là nhiều cái dữ liệu đó, phải không? Thí dụ như mình nói là cái dữ liệu về chẩn đoán một cái bệnh nào đó qua hình ảnh, chúng ta có thể thấy là những cái hình ảnh đó, thay vì mình có thể mình đọc đúng không, thì cái máy đó nó sẽ đọc những cái hình đó, nó đọc cái hình đó và nó biết là nếu mà những cái tình huống đó giống vậy thì có thể gợi ý chẩn đoán là cái gì. Đó là một trong những cái mà giúp cho những cái nhà lâm sàng, cận lâm sàng thấy được cái
chẩn đoán nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ hiệu quả hơn trong tương lai nếu chúng ta có cái dữ liệu tốt như vậy. À, thì cái sử dụng thông tin sẵn có này thường á thì cái thông tin sẵn có cụ của mình dùng là cái bản kiện cái hay là cái mẫu soạn sẵn nào đó, cái mẫu soạn sẵn nào đó. À, tuy nhiên thì hiện nay giống như mình nói là nếu mà chúng ta có sẵn các cái file Excel rồi hay là cái hệ thống dữ liệu rồi thì đôi khi chúng ta chỉ thiết kế cái bản này để nộp cho cái người đó, người ta đồng ý cho mình thông qua cái nghiên cứu thôi, chứ thực chất là mình sẽ lấy từ cái dữ liệu ở trong cái bệnh viện download xuống và mình xử lý thôi. Không biết các anh chị có cái câu hỏi hay là có cái gì cần trao đổi thêm chỗ này? Nếu mà chúng ta không có câu hỏi gì thì chúng ta qua một cái phần khác, một cái phương pháp khác, đó là quan sát. Vậy thì quan sát là cái gì? Quan sát thì chúng ta có thể nhìn, đúng không ạ? Nên là lấy dữ liệu không có nhất thiết là chúng ta phải chỉ lấy những cái thông tin sẵn có không. Chúng ta nhìn thì chúng ta cũng có thể lấy được cái dữ liệu. Vậy thì quan sát á, nó có hai cái loại quan sát. Một cái loại á, là quan sát mà mình cùng tham gia với cái người mà được quan sát. Để mà chúng ta có thể cùng làm với họ và mình nhìn họ làm và có đúng cách không để mình lấy được cái dữ liệu đó. Cái loại quan sát thứ hai là chúng ta chỉ xuống chúng ta nhìn thôi, chứ chúng ta không có làm chung với họ. Chúng ta quan sát họ xem họ làm gì có đúng cách không hay là không có đúng cách. Cái quan sát nó có cái điểm hay, ví dụ chúng ta muốn biết là một cái người đó họ rửa tay có đúng cách không, thì chúng ta hỏi thì đôi khi cái kiến thức về rửa tay ai cũng biết hết, nhưng mà họ khi họ thực hành đó thì đôi khi họ biết nhưng mà họ thực hành không có đúng cách, đúng không? Mà hay là hỏi về hút thuốc lá, có thể họ nói là tôi không có hút, tại vì sao? Tại vì có những cái hành vi mà người ta nghĩ là nó không có, nó ảnh hưởng đến người đó, thì đôi khi người ta trả lời nó không có chính xác lắm, đúng không? Mà nếu mà giả sử như trong cơ quan chúng ta nói là anh mà hút thuốc lá là sẽ bị trừ thi đua, vậy thì nếu mình hỏi người ta thì chưa chắc là người ta nói là tôi không hút thuốc lá, tôi hút thuốc lá, nhưng mà thực chất là họ hút. Vậy thì cái quan sát á, khi mình nhìn mình sẽ biết được chính xác hơn cái thông tin của cái người mà được quan sát, và mình quan sát mình sẽ lấy được những cái dữ liệu liên quan tới thực hành. Đây là những cái gì về hành vi á, thì quan sát nó rất là tốt và lấy được cái thông tin để chính xác. Thứ hai nữa là có những cái á, thì mình hỏi mình có thể sẽ rất là khó hỏi. Ví dụ như đánh giá coi cái chỗ đó nó có đạt cái tiêu chuẩn về vệ sinh hay không, đánh giá xem chỗ đó nó có đạt tiêu chuẩn về cái phòng khám hay không. Thật ra mình hỏi nó cũng sẽ rất là khó hỏi, nhưng mà mình vào đó mình nhìn thì mình sẽ đánh giá được chính xác hơn, đúng không? Cái đặc tính của cái nơi đó. Vì vậy mà quan sát thì sẽ được dùng trong những cái trường hợp đánh giá hành vi hay là đánh giá những cái gì mà mình thấy là không thể nào, rất là khó để mình có thể hỏi ra được cái thông tin, thì mình dùng quan sát. Vậy thì cái công cụ của quan sát là cái gì? Cái quan sát có thể dùng tập bản kiểm, có thể dùng thang đo, đúng không? Tại sao giống như mình xem rửa tay hay là mình đánh giá cái tiêu chuẩn vệ sinh của một cái cơ sở nào đó thì chúng ta phải có cái bản test list, bản kiểm các cái tiêu chuẩn. Rửa tay thì có các bước, bước 1, gì bước 2, gì bước 3, gì lấy xà phòng, nghĩa là trà sát mu, trà sát gì đó. Thì mình phải có những cái đó thì mình mới có thể đánh giá được cái hành vi của người ta, đúng không ạ? Vậy thì mình nhớ là cái công cụ, cái phương pháp nào á, thì phải đi kèm với cái công cụ đó. Ví dụ mình nói là khi mình viết ở trong đề cương nghiên cứu mình á, mình nói là tôi sẽ sử dụng cái bản thu thập dữ liệu sẵn có. Thì đương nhiên là chúng ta sẽ hiểu là khi mà mình sử dụng cái bản thu thập dữ liệu sẵn có như vậy á, thì tôi phải là soạn ra cái mẫu, đúng không ạ? Tôi phải có cái biểu mẫu thì mới có thể là
soạn được cái bản thu thập mới có thể thu thập được dữ liệu bằng cái phương pháp là thu thập dữ liệu sẵn có. Nhưng mà nếu mà tôi nói là tôi sẽ sử dụng cái phương pháp là quan sát để mà lấy cái dữ liệu sẵn có thì có lẽ nó không phù hợp. Hay là tôi nói là tôi sẽ quan sát để đánh giá được cái kiến thức của người dân về COVID, thì thật ra là mình nhìn thì mình sẽ không thể nào mình đánh giá được là cái người đó có kiến thức về một cái vấn đề gì đó hay không, đúng không? Mình nhìn người ta mình không bao giờ mình biết được người đó là có biết cái vấn đề đó hay không, trừ khi mình hỏi. Do đó là quan sát thì nó sẽ có những cái khiếm khuyết, nó không thể nào mà nó đánh giá được những cái vấn đề liên quan tới kiến thức hay là nhận định của cái người đó nếu mình không hỏi. Và cái thứ hai nữa là quan sát thì đôi khi nó sẽ làm cho có cái sự sai lệch, hay nó gọi là hiệu ứng Hawthorne. Hawthorne thì đó là tên của một cái nhà máy điện, không? Và mình thấy là cái hiệu ứng này mình có thể gặp được rất là nhiều trong các cái học phần. Và ví dụ như bên dịch tễ học mình cũng sẽ có cái hiệu ứng Hawthorne. Ở bên tổ chức quản lý mình khi mình học thì mình cũng sẽ có dịp nghe nói đến cái hiệu ứng Hawthorne này. Và ở trong cái nghiên cứu này nó có cái hiệu ứng này, có nghĩa là ví dụ mình nói là tôi sẽ kiểm tra xem coi anh rửa tay như vậy có đúng cách hay không, anh tiêm ngừa có đúng cách hay không, bây giờ anh hãy làm để cho tôi thấy, thì cái người thực hành đó theo các anh chị thì họ sẽ làm tốt hơn hay là họ sẽ làm dở hơn ạ? Alo. Dạ tốt hơn. Vâng. Họ sẽ làm tốt hơn đúng không? Vậy thì đó là cái hiệu ứng Hawthorne. Nên là tại sao mà trong một số nghiên cứu á, nhất là tại vì mình thì có một thời gian ngắn, có một thời gian mình cũng có ngồi tham gia trong cái nhiễm khuẩn á, thì mình mọi người đều quan tâm là nếu mà chúng ta phải xuống quan sát cái rửa tay của cái người mà thực hành rửa tay đó thì cái chúng ta sẽ đánh giá sai, có nghĩa là họ sẽ rửa tay đúng hơn nhiều so với cái thực tế của họ, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà chúng ta cái đó là đúng, nhưng mà nếu mà chúng ta xuống chúng ta rửa tay, chúng ta xem họ rửa tay rồi mà họ còn rửa tệ nữa, có nghĩa là họ rửa còn dở hơn nữa, vậy thì cái thực tế là nó còn dở hơn cái đó nữa, đúng không? Nếu mà chúng ta thấy chỉ có khoảng 20-30% là đúng thôi thì mình biết là cái số thật nó còn thấp hơn nữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ cần bằng cái cách là chúng ta nhìn thôi á, mà những cái người đó người ta rửa tay tốt như vậy, thì cái mục đích của cái việc giám sát rửa tay hay là nghiên cứu để xem để coi cái tỷ lệ rửa tay đó như thế nào để cải thiện, có phải là cuối cùng là đảm bảo là những cái người điều dưỡng đó, những cái người bác sĩ đó phải rửa tay để kiểm soát được cái việc lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Vậy thì nếu mà chúng ta chỉ nhìn thôi á, mà có thể đảm bảo 100% họ rửa tay đúng á, vậy thì quá tốt rồi, chúng ta sẽ đỡ cái thời gian lắm và đỡ cái nguồn lực để có thể là can thiệp giúp cho họ thăng cái rửa tay đó, đúng không ạ? Đây là nếu mà nó có sai lệch mà chúng ta không có cách nào để mà kiểm soát nữa thì buộc lòng chúng ta phải dùng cái cách đó thôi, mà nó cũng mang lại một cái lợi ích. Tại vì cái mục đích chính của tất cả các nghiên cứu cũng là nâng cao cái sức khỏe cho người ta thôi, đúng không? Nếu mà cần làm nghiên cứu mà người ta có thể cải thiện mà chúng ta không cần phải làm giải pháp can thiệp nữa hết thì nó quá tốt rồi, còn gì nữa. Cái thứ hai nữa là nó sẽ có cái khuyết điểm nữa, đó là cái sai lệch do cái người nhìn. Thì cái người quan sát á, hay cái người đánh giá đó, cái người cần phải có một cái năng lực nào đó. Nếu mà kêu một cái người chưa bao giờ biết cách rửa tay hết, tự nhiên là rửa tay thì rửa tay trong y khoa ha, rửa tay cơ bản á, chứ còn rửa tay ở nhà rửa đại thì nó sai rồi, ai cũng rửa nhưng mà rửa không đúng. Vậy thì nếu một cái người mà không biết cách rửa tay theo 6 bước thì kêu họ quan sát thì họ không bao giờ quan sát được. Tại vì họ đâu có biết đâu mà họ quan sát, là họ đánh giá cái người đó đúng hay sai. Và đương nhiên là cũng có những trường hợp là họ biết nhưng mà họ cố tình làm sai cái đó thì cái đó mình không nói, mình nghĩ là chắc ở trong nghiên cứu thì không ai muốn làm chuyện đó. Nhưng mà sẽ có trường hợp á, là cái người đó họ không có biết là rửa vậy là đúng hay không đúng, nên là cái người quan sát, cái người đánh giá cần phải có một cái kinh nghiệm nhất định thì họ mới có thể lấy được cái dữ liệu tốt. Cái điểm thứ hai nữa là họ có kinh nghiệm nhất định nhưng mà cái kỹ năng của họ không có bằng được cái người mà thực hiện nữa. Họ quan sát cái người này rửa tay, nhưng mà cái người rửa tay đó cái kỹ năng họ làm tốt quá, họ nhanh quá, họ làm đúng hết, họ nhanh quá, thì cái người quan sát họ không thể nào theo kịp được thì nó cũng sẽ cho thông tin không đúng. Nên là
cái quan sát nó có cái hay, nhưng mà nó cũng sẽ có những cái điểm hạn chế. Cái điểm nữa là tại sao nói về cái đạo đức nghiên cứu, là tại vì á là khi mà mình chúng ta làm nghiên cứu thì chúng ta biết rồi, phải thông báo là tôi đến đây để tôi lấy dữ liệu này, anh có đồng ý tham gia hay không. Nên là chúng ta phải thông báo cho người ta, mà thường thông báo cho cái người đó thì nó sẽ có sai lệch, giống như cái sai lệch nãy mình nói là hồi nãy đó. Nhưng mà không còn cách nào khác, chúng ta phải làm cái chuyện này thôi. Và như là những cái lý do nãy giờ thì mình cũng giải thích ở trên rồi, đúng không? Các anh chị có cái câu hỏi hay là có cái gì cần trao đổi thêm ở trong cái phương pháp quan sát hay không, cái công cụ để có thể quan sát được là cái thang đo hay cái bảng kiểm? Thầy, cái vấn đề đạo đức trong quan sát và trong sử dụng thông tin sẵn có thầy, là giống như là những cái tình huống nhạy cảm thì mình phải phải được sự đồng ý của cái người được quan sát không thầy? Lâu thầy thầy. Alo, chị có nghe được không ạ? À, Alo. giờ mới nghe. Dạ, dạ giờ mới nghe thôi. Rồi, vậy thì bất cứ một cái nghiên cứu nào thì chúng ta đều phải có cái đạo đức nghiên cứu hết. Và đạo đức nghiên cứu trong đó có một cái điểm quan trọng, đó là tôn trọng cái người được nghiên cứu. Mình tôn trọng được cái người được nghiên cứu có nghĩa là mình phải hỏi để họ đồng ý tham gia vào nghiên cứu thì chúng ta mới có thể lấy dữ liệu. Do đó dù là chúng ta quan sát, chúng ta phỏng vấn hay chúng ta đo cái gì đó, chúng ta đều phải hỏi anh chị có đồng ý để cho tôi đưa vào nghiên cứu hay không. Đó là cái bắt buộc. Tuy nhiên đối với cái việc sử dụng dữ liệu sẵn có đó, mà cái này mình thấy là ở bên các anh chị mà lâm sàng hay gặp á, là lấy cái dữ liệu có thể nó lưu được nhiều năm rồi, nó lưu 1 năm 2 năm rồi, thì làm sao mà chúng ta có cái khả năng đi kiếm cái người bệnh đó, đúng không, để mà chúng ta xin coi cái được đồng thuận không. Chúng ta anh thế nào mà nhiều khi cái người bệnh đó người ta đâu còn nữa, đâu còn sống nữa đâu. Thì những cái dữ liệu mà được lưu trữ đó đó, sao phải xin thì cũng được, mà chúng ta phải xin qua cái cơ sở quản lý cái bộ dữ liệu. Cái này cũng lại chưa? Chưa. Bác cho cái lời này mà để cho bác cho là zero á, mày sẽ. Thì mình do đó là đối với cái việc là thu thập dữ liệu sẵn có thì chúng ta cần hai việc. Thứ nhất là xin ở chỗ cái đơn vị quản lý dữ liệu đó. Thứ hai á là xin qua cái hội đồng đạo đức nghiên cứu. Cái đơn vị quản lý dữ liệu phải chấp nhận cho chúng ta sử dụng dữ liệu là quan trọng nhất. Bởi vì có nhiều trường hợp á là cái người đơn vị quản lý dữ liệu đó nhiều khi là chưa có cho phép mình lấy dữ liệu á, mà mình cứ lấy luôn, rồi khi mình đem đi mình trình luận văn hay là mình công bố lên á, người ta không có đồng ý, người ta nói là cái này chưa có thông qua bên bệnh viện mà đó. Nhiều khi cái dữ liệu đó là mình đang quản lý nên mình lấy mình làm luôn mà mình không thông qua cái tổ chức, thì cái chuyện đó là nó cũng không có được hay lắm. Biết mình trả lời vậy đã đáp ứng được cái câu hỏi của chị chưa? Dạ em hiểu rồi thầy ơi, em cảm ơn thầy. Vậy các anh chị có câu hỏi gì khác nữa không? Rồi nếu mà chúng ta không có cái câu hỏi gì khác thì
ta qua tiếp một cái phần nữa là phỏng vấn. Phỏng vấn thì có hai cái dạng phỏng vấn mặt đối mặt, đúng không? Đó là cái dạng mà chúng ta trước giờ chúng ta hay gặp. Và cái phỏng vấn mặt đối mặt này á, thường thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái câu hỏi nó có cái cấu trúc rất là chặt chẽ. Nên là thường thì chúng ta hỏi phải theo thứ tự của bộ câu hỏi đó. Khi mà chúng ta nói là cái bộ câu hỏi đó nó có cái cấu trúc chặt chẽ, có nghĩa là nó phải được thiết kế các cái câu hỏi nó có liên kết với nhau, đúng không? Nó phải có một cái trình tự nhất định nào đó. Ví dụ như chúng ta không thể nào hỏi là anh chị có bao nhiêu con, nếu mà chúng ta không có cái câu hỏi trước là anh chị đã có gia đình chưa, đúng không ạ? Mình không thể nào nói anh chị có bị tim mạch hay không, mà mình nên hỏi là anh chị có một cái bệnh gì đó trước. Nếu mà chúng ta nói họ nói có rồi thì chúng ta mới hỏi tiếp. Nên là nếu mà chúng ta không hỏi theo cái cấu trúc đó, không hỏi theo thứ tự mà chúng ta cứ nhảy từ câu A cái chúng ta nhảy xuống câu 4, câu 5, câu 6 á, thì đôi khi nó sẽ không có đúng với cái trình tự thiết kế của cái bộ công cụ đó. Chính vì vậy mà cái phỏng vấn mặt đối mặt này thường là phải hỏi theo một cái trình tự của bộ câu hỏi. Đương nhiên có người nói không, cái này nếu mà chúng tôi có thể linh hoạt một chút, tôi hỏi đang hỏi cái họ tự họ nói là tôi đang có bệnh tim mạch, thì chúng ta đánh luôn cả có bệnh mà có bệnh tim mạch luôn, thì đó được không? Đương nhiên nếu đối với cái người mà thu thập dữ liệu có kinh nghiệm á thường thì được, nhưng mà nếu mà cái người thu thập dữ liệu đó chưa có nhiều kinh nghiệm thì cái chuyện đó là chuyện không nên. Đôi khi họ sẽ linh hoạt đi thì nó sẽ không có đúng theo đúng cái tinh thần của cái một cấu trúc nữa. Thì thường cái phỏng vấn trực tiếp nó sẽ có cái hay, đúng không ạ? Cái phỏng vấn trực tiếp nó có cái hay ở chỗ là nó phù hợp với cái đối tượng nghiên cứu là cái người có trình độ thấp. Trình độ thấp có nghĩa là gì? Ví dụ như họ không có biết chữ nhưng mà họ có thể giao tiếp được thì mình có thể hỏi họ được. Và khi mà mình hỏi họ như vậy á, họ sẽ trả lời tốt hơn. Tại vì cái chỗ nào mà họ không có rõ thì họ có thể hỏi mình cái câu này có nghĩa là cái gì. Thì khi đó mình sẽ trả lời cho người ta. Trả lời ở đây có nghĩa là gì? Trả lời ở đây có nghĩa là mình giải thích cái ý nghĩa của cái câu hỏi, đúng không ạ? Chứ không phải là mình trả lời là ở đây là mình nói luôn cái câu trả lời cho người ta. Một cái trường hợp này hay gặp lắm, thí dụ những cái nghiên cứu về kiến thức, phải không? Mình có cái câu hỏi về kiến thức cái người này họ nói xong rồi cái mình cảm thấy là họ nói không đúng, cái nói mình tự giải đáp cho người ta luôn đó. Thì cái thành ra là cái câu trả lời đó là cái câu trả lời của mình chứ không phải là câu trả lời của người ta. Hay là có những cái trường hợp á, là khi mà chúng ta đi xuống cộng đồng á, chúng ta hỏi thì thường nếu mà xuống cộng đồng có nghĩa là xuống tầng nhà, đúng không? Hoặc là thì chúng ta không thể nào đi mình được mà chúng ta phải có cái người ở địa phương dẫn đi. Thì cái người ở địa phương dẫn đi á, là có thể là ông thường là ông tổ trưởng. Những cái vấn đề về kiến thức, ví dụ hỏi về phòng chống sốt xuất huyết chẳng hạn, cái ông đó ông sợ là cái người này nói không đúng, nói sai đi thì là cái tổ ông bị mất thi đua, thì ông cứ ngồi đó và khi mà mình hỏi cái người dân đó thì ông trả lời luôn. Và như vậy á, nếu mà chúng ta để cho nhiều cái nhà mà có ông đó, ông tổ trưởng ông dẫn đi ông trả lời, thì cuối cùng á, là cái tỷ lệ đó là cái câu trả lời của cái ông tổ trưởng đó, chứ không phải là cái tỷ lệ thật của cái dân số. Một cái điểm nữa mà chúng ta cũng rất là lưu ý á, đó là khi mà chúng ta trong cộng đồng đôi khi là chúng ta làm những cái chương trình can thiệp, và những cái chương trình can thiệp mà nó liên quan tới nâng cao kiến thức á. Nên là khi chúng ta hỏi, chúng ta vẫn để cho cái người đó trả lời theo đúng người ta, nhưng mà sau đó mình thấy sai rồi cái mình sửa. Tại vì nếu mà không sửa là sai, mình sửa người ta rồi mình nói không, cái này không đúng. Vậy thì cuối cùng nhất khi mình làm một cái chương trình can thiệp nâng cao kiến thức đó, mình quay lại mình hỏi người ta, như vậy cái kiến thức người ta trả lời á, mình sẽ không có biết được đó là do mình nói cho người ta hay là do cái chương trình của mình làm cho người ta tăng cái kiến thức. Đây là trong cái phỏng vấn, cái kinh nghiệm là mình phải nhắc rất là kỹ những cái người lấy dữ liệu và không có trả lời hay là không có giải thích, là giải thích cái ý nghĩa của cái câu hỏi chứ không phải là giải thích để mà cái người kia người ta trả lời cái đó. Họ phải trả lời theo cái ý của họ, theo sự hiểu biết của họ. Rồi, thì cái ý đó là cái ý làm sáng tỏ câu hỏi đó. Các anh chị lưu ý giúp cái này. Hay là ở trong bệnh viện thì cũng có trường hợp, như bệnh viện thì đôi khi là mình hỏi cái người bệnh mà cái người đó là có thể là con nít hay là cái người lớn tuổi, thì đôi khi là em bé nó không biết, mẹ nó trả lời luôn. Hay là khi cái người lớn tuổi không biết hoặc là họ ngại trả lời thì cái người
người con dẫn đi hay là cái người nhà dẫn đi người ta để trả lời. Nhưng cuối cùng là cái đó không phải là cái ý của cái người nữa. Cái người được nghiên cứu mà là cái ý của cái người nhà của cái người nghiên cứu. À, nên là cái này là cái điểm mà chúng ta phải rất lưu ý. Tuy nhiên á, cái phỏng vấn mặt đối mặt này nó có cái điểm rất là dở ở chỗ là nếu cái mẫu mình lớn, đúng không? À, thì sao? Thì rất là phải cứ mỗi một cái người được phỏng vấn thì phải có một cái người phỏng vấn. À, nên cái mẫu mình khoảng chừng 200-300 người á, là mình đi phỏng vấn 200-300 lần. Chưa? Nên là rất là tốn kém. Và phải tới tận nơi, nếu mà ở cộng đồng mà nó rải rác á, thì mình phải tới tận nơi mà mình hỏi, nên là rất là tốn kém. Thứ hai nữa là cái người phỏng vấn, ngoài cái chuyện nãy giờ mình nói á, thì đôi khi là họ không có nắm vững cái câu hỏi, họ không có nắm được cái bộ câu hỏi đó, thì họ sẽ hỏi sai cái ý, hoặc là họ muốn hướng. À, nhất là những cái người phỏng vấn mà mình nhờ là cái người địa phương, đôi khi họ sẽ hướng cái người trả lời theo cái hướng của họ. À, họ không, nên là thường là đối với cái phỏng vấn mặt đối mặt trực tiếp á, cái người đi thu thập dữ liệu phải được tập huấn rất là kỹ. À, và thứ hai là rất là hạn chế, thứ nhất là cái hạn chế cái người có cái một cái nó gọi là có cái ảnh hưởng hay có cái liên quan gì tới cái nghiên cứu đó để được đưa đi phỏng vấn, phải dùng ai đó độc lập hoàn toàn. Ví dụ mà đánh giá hài lòng bệnh viện mà đưa nhân viên của bệnh viện đi đánh giá thế nào cũng sẽ không phù hợp thôi. Thường là nên nhờ ngoài vào thì sẽ phù hợp hơn, đúng không ạ? Phỏng vấn mặt đối mặt thì nãy mình nói rồi đó, mình sẽ không thể nào mình nhìn được cái hành vi, mình hỏi thì không thể nào biết được hành vi của người đó. Tuy nhiên á, những cái thông tin mà riêng á, cái thông tin bí mật, ví dụ như hỏi anh chị có bao giờ là quan hệ tình dục với hôn nhân chưa, thì những cái nhạy cảm như vậy rất là khó để mà có thể phỏng vấn mặt đối mặt có thể lấy được cái thông tin đó. Những cái gì quá nhạy cảm thì hầu như là hỏi người ta không trả lời đâu, quá nhạy cảm đi. Vậy thì để mà phỏng vấn mặt đối mặt được thì mình phải có một cái bộ câu hỏi. Những cái công cụ của phỏng vấn mặt đối mặt là cái bộ câu hỏi phỏng vấn trực tiếp. Rồi. Được không ạ? Và sau này thì cái phỏng vấn mặt đối mặt này có thể biến đổi, có thể là chúng ta có thể phỏng vấn qua điện thoại. Nhưng mà cái phỏng vấn qua điện thoại á, thì kinh nghiệm của mình thấy là mình có thể dùng được. Và nó hay ở chỗ là đôi khi cái người đó ở xa, chúng ta cũng có thể hỏi được họ. Nhất là trong trường hợp là những cái chuyên ngữ mà chúng ta trong những cái nghiên cứu mà chúng ta cần phải theo dõi, thì đôi khi là cái người đó người ta không có ở đây để cho chúng ta theo dõi, nên là chúng ta cần phải là lấy dữ liệu qua điện thoại, đúng không? Thì nó sẽ đỡ tốn kém hơn. Chỉ gọi cái là chúng ta gọi cái là chúng ta có thể lấy được thông tin mà chúng ta không cần tới đó. Tuy nhiên nếu mà chúng ta gọi điện thoại thì có một cái điểm không có dở ở chỗ là nếu cái người đó là cái người có khiếm khuyết về thị lực, thính lực, đúng không ạ? Họ nghe không rõ thì chúng ta hỏi họ có thể họ không nghe được. Thứ hai nếu mà cái người đó không có điện thoại thì coi như xong rồi, chúng ta không thể nào làm được cái gì hết á. Cái thứ ba nữa là cái điểm là nghe điện thoại á, ví dụ chúng ta nghe trong thời gian ngắn thì được, 5-10 phút thì được. Nhưng người cao tuổi mà họ nghe nhiều hơn cái đó thì họ không thích, họ khó chịu lắm, họ rất khó chịu. Tại vì cái sắc, nếu mà ai có thể cầm cái điện thoại nghe mà trên 10 phút á, là mình nghĩ là rất là hay á, cái tai mình cũng mỏi lắm. Và cái tâm lý nữa, cái tâm lý họ cảm thấy là điện thoại nghe thì có thể là mình gọi họ nhưng mà họ vẫn nghĩ ngại lắm, họ rất là ngại là nghe lâu, họ sợ là tốn cái này, tiền hay gì đó không biết, nhưng mà họ rất là ngại nghe lâu. Một cái điểm nữa là đôi khi là chúng ta gọi không có đúng cái giờ mà phù hợp với họ. Mình nghĩ cái giờ này giờ nghỉ mà, đúng không? Mình gọi nhưng mà thực ra là họ đang có công việc gì đó, họ muốn trả lời cho xong cho rồi để họ quay lại cái công việc của họ. Thì khi cái phỏng vấn qua điện thoại chúng ta nó sẽ có những cái điểm hay nhưng mà nó sẽ có những cái điểm hạn chế. Và như vậy thì cái kinh nghiệm là chúng ta phải thiết kế cái bộ câu hỏi phỏng vấn qua điện thoại nó ít thôi, dưới 10 phút. Theo mình là như vậy, kinh nghiệm thấy nhiều quá là họ không trả lời được, họ không có thời gian. Rồi phải canh cái thời gian nào mà phù hợp nhất khi mình gọi, mình nên hỏi là bây giờ có thể dành được bao nhiêu phút để có thể hỏi. Và thứ hai nữa là phải đảm bảo là
chỗ của họ có thể có điện thoại để họ sử dụng, và đôi khi họ sẽ không có sử dụng được cái điện thoại đó. Đó là những cái ý mà chúng ta cần lưu ý khi mà phỏng vấn trực tiếp hoặc đối mặt đối với những người tham gia nghiên cứu. Cái chỗ này các anh chị có câu hỏi hay có cái gì cần trao đổi thêm không? Dạ alo thầy ơi, bộ câu hỏi mà mình phỏng vấn người ta là bộ câu hỏi đó là mình tự soạn ra hay là nó cũng có một cái bộ câu hỏi tiêu chuẩn nào đó ở trên hiệp hội nào đó không thầy? Thì đây cũng là cái ý mà nãy giờ mình cũng trao đổi rồi. Rất là nhiều cái nghiên cứu của Việt Nam mình nó có ý nghĩa hay ha, cái topic, cái chủ đề nó hay. Tuy nhiên là khi mà nộp thì ra không có chấp nhận, lý do là cái bộ công cụ đó nó không có giá trị. Bây giờ mình phải sử dụng cái công cụ nào á mà nó đã được chứng minh là nó có giá trị thì cái khả năng mà cái nghiên cứu nó được chấp nhận là cao hơn. Nếu mà mình học cái bài này xong á, mình sẽ thấy là ngay cả những cái công cụ mà hiện nay nó có sẵn á, nó cũng sẽ phạm nhiều cái lỗi. Ví dụ mình nói là cái câu hỏi hai nội dung, mình đọc ở trên nó có nhiều nghiên cứu á, nó có những cái công cụ mà nó có 2-3 nội dung á và nó cũng không có rõ ràng gì hết á. Nhưng mà người ta chấp nhận nó, lý do là gì? Lý do là nó đã được chứng minh là có giá trị. Bản chất của nghiên cứu là vậy. Bây giờ anh nói cái nghiên cứu, cái câu hỏi của anh giá trị đúng không? Cái gì chứng minh cái chuyện đó? Nếu mà mình có cái dữ liệu chứng minh nó tốt, nó có giá trị thì người khác sẽ đồng ý. Vậy thì có những cái câu hỏi, bộ câu hỏi nào trên mạng có sẵn nhiều lắm, đúng không? Không phải là cái nào nó không có đâu, bây giờ rất là nhiều. Nhưng mà trong cái lĩnh vực của mình á, mình biết như vậy, ví dụ chất lượng sống là mình đầy hết trơn, đủ hết. Cùng một cái bệnh đó, cùng cái vấn đề sức khỏe đó mà một đống cái công cụ liên quan luôn, chứ không phải là không có. Tuy nhiên những cái lĩnh vực khác thì mình nghĩ là nó cũng sẽ có, nhưng mà mình chưa có tìm thử nên là mình có thể mình không biết. Vậy thì trong cái lĩnh vực nghiên cứu của các anh chị á, thì các anh chị cố gắng là tìm thử xem có cái công cụ nào có sẵn hay chưa, và chúng ta đem về chúng ta dịch để chúng ta sử dụng. Nếu mà nó chưa có sẵn á, thì chúng ta buộc lòng phải xây dựng cái công cụ mới thôi. Và nếu mà chúng ta xây dựng công cụ mới, chúng ta phải chứng minh được là nó tốt, nó có giá trị trước, hãy sau đó hãy làm nghiên cứu thật, nếu chúng ta muốn công bố ở trên những cái tạp chí tốt. Còn nếu mà chúng ta chỉ nói là không, cái này chỉ cần là có thể làm để tốt nghiệp thôi, thì chúng ta chỉ cần làm thử, chỉnh sửa cho nó tốt là được rồi. Ví dụ như là mình có thể lấy 20 người hay 30 người gì đó, mình hỏi thử cái câu hỏi đó, mình xem coi nó có tốt hay không tốt, đúng không? Và nếu mà người ta hiểu được cái bộ câu hỏi đó, không có cái gì phải chỉnh sửa, thì chúng ta có thể sử dụng nó để nghiên cứu thôi. Thì mình nghĩ là cái đó để làm các đề tài tốt nghiệp thì các thầy cô cũng sẽ chấp nhận cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà có một cái bộ công cụ nào nó đã chuẩn rồi á, thì người ta vẫn khuyến khích hơn. Không biết mình trả lời vậy là đúng được cái nội dung mà câu hỏi của chị chưa? Dạ em cảm ơn thầy ạ. Rồi xin mời các anh chị khác ạ. Dạ thầy cho em đặt câu hỏi. Trong trường hợp mà người bệnh nhân họ có vấn đề về mặt ngôn ngữ, họ không nói chuyện được, thì đối với cái câu hỏi trực tiếp này, bản phỏng vấn bằng bản câu hỏi này, mình có thể phỏng vấn qua một cái người trực tiếp chăm sóc cho bệnh nhân được không ạ? Nếu mà mình phỏng vấn qua cái người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân, làm sao mình biết được là cái dữ liệu đó hay là cái thông tin mà cái người chăm sóc đó là cái thông tin của cái người bệnh? Tại vì thí dụ như bên em là bên thần kinh á, thì có một số trường hợp bệnh nhân bị đột quỵ, bị mất ngôn ngữ á, thầy. Rồi. Thì bệnh nhân sẽ không có trả lời được. Do đó là cái đó cũng là cái mà chúng ta cũng lưu ý. Phỏng vấn trực tiếp nó sẽ không có
hiệu quả trong cái trường hợp đối với những cái bệnh nhân bị đột quỵ, bị thần kinh đó, đúng không ạ? Nên là nếu mà chúng ta nghiên cứu, chúng ta nói là tôi sẽ đánh giá, ví dụ như là chúng ta sẽ đánh giá chất lượng sống của những cái người bị đột quỵ nhập viện điều trị, đúng không? Mà họ đột quỵ nạn, họ đã hôn mê rồi đó, và mình nói là tôi sẽ phỏng vấn trực tiếp, là coi như là chúng ta làm sai rồi, đâu có đúng đâu. Thì cái người có kinh nghiệm trong đó họ sẽ thấy là cái này là sai rồi, làm sao mà có chuyện mà phỏng vấn trực tiếp trên cái người bất tỉnh đó được. À, nên là không có cách gì để mà chúng ta phỏng vấn cái đó hết. À, nếu mà chúng ta hỏi cái người nhà thì chúng ta chỉ được hỏi những cái thông tin khác thôi, ví dụ như thông tin là bao nhiêu tuổi, đúng không, họ tên là gì, sống ở đâu, những cái thông tin mà người nhà có thể biết được. Chứ còn sức khỏe của cái người bệnh đó như thế nào làm sao người nhà biết được? Có những cái họ sẽ không biết được. Có những cái họ biết nha, nhưng mà có những cái họ không biết được, rồi chưa kể là họ có thể họ cung cấp sai nữa. Nên là đối với trường hợp đó mình phải dùng cái phương pháp khác thôi, mình không thể nào dùng phỏng vấn trực tiếp được. Dạ em cảm ơn thầy. Trong tâm đề tài đó thì mình thường kiếm thế nào thầy? Vâng, do có hai câu hỏi là, nên là chắc là bạn nữ bạn hỏi trước á, thì xin mời bạn nữ trước đi rồi tới bạn Anh Minh. Dạ, em xin hỏi trước là vâng, khi mà mình phỏng vấn qua điện thoại thầy thì người ta e ngại, người ta sợ bị lộ thông tin này nọ, thì mình biết cách nói sao để mà có kinh nghiệm nói như thế nào để người ta chịu trả lời cho mình đó thầy? Đây là một cái câu hỏi hay. Đối với những cái thông tin nhạy cảm á, thực ra là cái phỏng vấn mặt đối mặt rất là khó để mà có thể hỏi được. Những cái thông tin nhạy cảm như là thu nhập của người ta nè, rồi những cái gì mà họ về văn hóa họ nghĩ là không tốt, ví dụ hỏi là có bao giờ có bạn gái trước chưa, rồi mới lấy lập gia đình, những cái câu quá riêng tư như vậy á, thì thường là sẽ rất là khó để mà có thể hỏi được. Nên là trong những trường hợp mà mình cảm thấy rằng cái phỏng vấn mặt đối mặt này sẽ không cung cấp được những cái thông tin chính xác đâu, thì mình phải dùng cái phương pháp khác. Mình không thể nào mà dùng cái phỏng vấn mặt đối mặt được, tại vì mình còn một số phương pháp sâu nữa, nên là những cái khác nhiều khi nó lại có hiệu quả hơn. Rồi xin mời. Ý em là mới vô luôn á thầy, mới vô để xin phép để được hỏi luôn á thầy, thì mình giới thiệu như thế nào, tại vì người ta sợ bị lừa qua điện thoại hay gì đó. Đúng rồi. Nên là cái phỏng vấn qua điện thoại nó cũng có những cái hạn chế. Nhưng mà nếu mà cái người bệnh đó đã từng là cái người mà điều trị ở cái bệnh viện của mình á, đúng không? Và mình cần để lấy cái dữ liệu theo dõi á, thì khi mà mình hỏi họ lần đầu á, mình hỏi họ lần đầu, thì mình sẽ nói với họ trước luôn. Khi mà họ ký cái bản cam kết, mình sẽ nói là sau khi mà được hỏi cái này á, anh chị điều trị xong về sẽ có người liên hệ để hỏi tiếp. Thì như vậy họ sẽ không có ngại họ trả lời. Đó là đối với những cái nghiên cứu mà theo dõi. Còn đối với những cái nghiên cứu mà trực tiếp lần đầu á, cắt ngang lần đầu á, thì mình nghĩ là cái phỏng vấn qua điện thoại sẽ rất là khó để có câu trả lời. Mình có những cách thuyết phục, ví dụ như tại vì bây giờ hiện nay á, là mình thấy là có nhiều cái trường hợp lừa qua điện thoại quá đi nên họ ngại, đúng không? Nhưng mà đôi khi á, khi mình nói là tôi chỉ cần một số cái thông tin nào đó thôi, và những cái thông tin đó khi mình hỏi nó không có ảnh hưởng gì, họ cảm thấy nó không quá riêng tư, nó không có gì hết, thì đôi khi họ sẽ trả lời. Đương nhiên cái tỷ lệ trả lời nó sẽ thấp hơn là hỏi trực tiếp. Nên là cái phỏng vấn qua điện thoại chỉ dùng trong một số tình huống nhất định thôi, chứ còn mà mình đem mình nghĩ là lấy điện thoại mình hỏi tùm lum hết thì cái khả năng trả lời nó thấp lắm, không có cao đâu. Cái này thì mình kể một cái câu chuyện là ở bên Mỹ thì khi mà họ điều tra tranh cử tổng thống á, thì họ sẽ có những cái công ty để họ dự đoán coi cái ông tổng thống nào ông sẽ đạt được cái phiếu tín nhiệm cao nhất và có khả năng đắc cử. Thì có một cái công ty rất nổi tiếng, năm nào họ cũng tiên đoán trúng hết á. Thì cái năm có một cái năm là lúc đó là nước Mỹ bắt đầu là có điện thoại bàn rất là phổ biến, thì cái công ty đó mới sử dụng một cách tân, có nghĩa là họ sử dụng điện thoại để hỏi xem những cái người dân đó họ bỏ phiếu như thế nào cho cái người tổng thống Mỹ sắp tới. Thì cuối cùng là cái thông tin của họ bị sai. Họ tiên đoán bị sai, lý do là họ hỏi ở đất bên Mỹ là nó có hai đảng chính, đúng không, hai đảng lớn, đúng không, đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Và Dân Chủ là cái đảng mà nó thường là sẽ dành cho những cái người
mình không nhớ chính xác, nhưng có một cái đảng là dành cho người giàu thôi. Và cái câu trả lời, cái nghiên cứu đó bị sai ở chỗ là những cái người mà có điện thoại thường là những cái người có khả năng hơn, thì nó sẽ bị sai. Nên là nếu mà mình hỏi là làm sao để cho sử dụng cái điện thoại có hiệu quả hơn, thì mình thấy là thứ nhất là coi chủ đề nghiên cứu mình là gì, cái thứ hai nữa là phải coi cái tình trạng, cái điều kiện của những cái đối tượng nghiên cứu của mình. Nếu mà họ có khả năng nghe tốt, họ sử dụng điện thoại tốt, đúng không, thì họ sẽ đỡ, mình sẽ đỡ có những câu trả lời sai hơn và cái tỷ lệ trả lời nó sẽ tốt hơn. Vậy được không ạ? Dạ em cảm ơn thầy. Vâng. Tôi xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Vâng, hồi nãy mình nghe tiếng có một anh nam nào đó anh hỏi, thì sau đó là xin hỏi lại giúp cho mình. Cái bản câu hỏi mà cái đề tài mình quan tâm từ cách nào để mình kiếm được thầy? À, cái câu hỏi đề tài quan tâm cách nào kiếm được? Chỉ có cách là đọc qua tên y văn thôi. Hiện nay thì mình nghĩ là do internet của mình rất là phát triển nên là mình có thể tìm ở trên đó. Các anh chị đừng có nghĩ là mình là một cái kho dữ liệu mà cái gì mình cũng biết hết. Mình chỉ biết cái của mình thôi. Ví dụ chất lượng sống, mà những cái câu hỏi mà ngay cả cái lĩnh vực chất lượng sống là cái mà mình rất hay làm á, có những cái công cụ mình chưa bao giờ mình biết. Mình chỉ biết những cái công cụ mà mình đã từng làm hoặc là mình có đọc tới thì mình sẽ biết, mình có thể trả lời được. Nên là đối với đào tạo sau đại học á, mình chỉ có thể cung cấp cái chung chung thôi. Các anh chị phải tự tìm. Trong lĩnh vực các anh chị thì cứ lên mạng tìm thử, không có nữa kiếm ai trong lĩnh vực đó hỏi thử. Cái thứ ba nữa là cố gắng vô thư viện đọc mấy cái y văn, luận văn luận án hay gì trước đó, đó xem coi nó có không. Còn nếu mà cuối cùng mình tìm hết cách rồi nha, hết cách ở đây có nghĩa là mình đã tìm rồi á mà nó không có, thì lúc đó mình mới nghĩ tới cái chuyện là tôi sẽ phải phát triển cái công cụ riêng. Còn nếu mà chưa tìm, mình nói là tìm rồi nhưng mà mình chưa tìm hết á, thì mình nên phải tìm những cái cách đó. Thứ nhất là tìm trên internet, đúng không, là PubMed á, Google, đúng không, Google cũng là cái công cụ tìm rất là tốt. Rồi hỏi chuyên gia, vô thư viện tìm thử, được không ạ? Vâng. Rồi xin mời bạn Anh Minh nè. Mình thấy anh Minh giơ tay nè, không biết là có câu hỏi gì không? Nãy em quên hạ tay rồi. Quên. Các anh chị có câu hỏi gì khác không? Rồi xin mời có một bạn, bạn Minh Thu nè. Mời anh Minh Thu ạ. Dạ, Minh Thu hay Minh Thư à? Alo? Dạ, sư thầy. Vâng. Dạ. Vâng, mời chị. Chị có câu hỏi gì hỏi đi. Dạ. Dạ thưa thầy, thì hồi nãy thầy đã giải đáp cho cái anh đó rồi, có nghĩa mình tìm trên y văn, và thêm nữa nếu mà mình không tìm được thì phát triển công cụ riêng của mình. Đối với cái số lượng bệnh nhân khoảng bao nhiêu thì mình phải tin cậy được cái trên cái bộ công cụ mình phát triển hết thầy. À thì cái này thực ra nó không phải là cái mục tiêu chính của cái bài này, để mà có thể chuẩn hóa cái công cụ á, nó có hai cái cách. Bất cứ một cái công cụ nào á thì nó cũng cần đánh giá cái giá trị và tin cậy. Giá trị có nghĩa là gì? Giá trị có nghĩa là nó đo được cái mà nó muốn đo. Thí dụ mình nói là cái máy huyết áp, vậy thì mình có đo được cái huyết áp của người ta hay không, hay là nó đo cái khác? Nếu mà nó đo được cái huyết áp có nghĩa là cái công cụ đó nó có giá trị. Thứ hai nữa đó là tin cậy, có nghĩa là cái máy huyết áp đó họ đo cái người đó xong chút họ đo lại, nếu mà cái huyết áp của cái người đó không có thay đổi quá nhiều thì kết quả hai lần đo nó có giống nhau không? Nếu tôi đo một cái người khác cũng đo cái phương pháp giống vậy, kết quả nó có giống nhau không? Thì nó tất cả công cụ nó đều tập trung hai cái, giá trị và tin cậy.
không? Bộ câu hỏi cũng vậy, nó có giá trị và tin cậy không? Vậy thì khi mình phát triển mình phải chứng minh được cái đó. Vậy thì bao nhiêu nếu mà mình muốn làm một cái nghiên cứu mà thật sự toàn diện á, thì mình nghĩ là cái mẫu nó phải tương đối một chút, và nó cũng tùy thuộc vào từng cái vấn đề. Một vài trăm mình nghĩ như vậy, nhưng mà không có con số chính xác liền, vì mình chưa có cái chủ đề nghiên cứu chính thức cũng như là cái cách mình thiết kế như thế nào, nhưng mà mình nghĩ cũng phải cần vài trăm người. Tuy nhiên đối với những cái luận văn á, mà mình phải làm liền thì không thể nào mà mình cần, mình không thể nào mình đợi mình phải làm một cái chuẩn hóa trước rồi mình tới cái luận văn đó được hết á. Nên là thường thì nếu mà mình có thể thiết kế một cái công cụ và mình có thể nghiên cứu trên một khoảng, hồi nãy mình nói là khoảng 20-30 người đó, mình thấy là cái công cụ này nó rõ ràng, đúng không, và nó có thể đánh giá được cái mình muốn đánh giá đó, bằng cách là mình có thể hỏi thêm một vài chuyên gia phát triển cái công cụ đó, đúng không ạ? Thì mình nghĩ là các thầy cô cũng sẽ chấp nhận là cái công cụ đó có giá trị thôi. Còn nếu mà mình muốn làm một cái nghiên cứu để phát triển công cụ riêng luôn thì mình nghĩ cỡ mẫu sẽ lớn, nó giống như một cái luận văn, nghĩa là có thể là một cái luận văn nghiên cứu sinh cho một cái công cụ đó. Biết chỗ này mình trả lời vậy rõ chưa? Dạ, em cảm ơn thầy. Vâng. Các anh chị còn câu hỏi gì nữa không? Nếu không thì chắc xin các anh chị mình nghỉ 10 phút rồi mình quay lại nha.
Alo, à, chúng ta quay lại được không? Chưa à? Alo. Nghe rồi thầy ơi. Vâng, rồi. Vâng. À, chắc là chúng ta sẽ dạ dạ bên đợi xíu chị. Bác đang ngủ. Tên ra hả chị? À ngủ ghế chờ xíu nha. Thì cô ra là tới chị. Họ tên gì vậy chị? Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại để tiếp tục cái phần kế tiếp. À, đó là bên cạnh cái phỏng vấn mặt đối mặt. À, thì chúng ta có thể sử dụng cái cách nữa. À, đó là cái sử dụng cái phỏng vấn nhưng mà để cho cái người đó người ta tự điền thông tin. Vậy thì cái tự điền thông tin đó, nó có cái gì hay và cái gì dở? Cái tự điền thông tin đó, thì mình cũng phải thiết kế một cái mẫu hay là có thể gọi là một câu hỏi đó. Rồi sau đó chúng ta gửi cho cái người đó họ điền cái thông tin của họ vô. Thì cái cách này nó hay ở chỗ là nó khắc phục được cái nhược điểm của cái phỏng vấn trực tiếp. Ở chỗ là cái người phỏng vấn trực tiếp là cứ một cái người đối tượng nghiên cứu phải có một cái người phỏng vấn. Do đó là cái số lượng càng lớn thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Những cái câu hỏi tự điền thì chúng ta có thể tập hợp những cái người đó, mình mời họ lên một cái nơi nào đó, mình tập trung họ lại, phải không? Sau đó là mình sẽ hướng dẫn họ điền, do đó chỉ cần một cái người thôi, có thể họ hướng dẫn cho cái người đó họ điền cái thông tin. Và như vậy thì chúng ta phải thiết kế làm sao mà cái bộ công cụ đó nó dễ hiểu, họ đọc họ có thể hiểu được. Và họ có thể điền cái thông tin cho mình. Nên là cái cách thiết kế của cái bộ câu hỏi từ điền nó sẽ khác với cái bộ câu hỏi phỏng vấn trực tiếp chút, đúng không ạ? Cái ngôn ngữ nó phải phù hợp hơn đối với cái phỏng vấn trực tiếp, nó thiên về cái văn nói nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể phát xuống cho cái người dân, ví dụ như một bệnh nhân tới cũng được, hay là chúng ta tới nhà của một người đó chúng ta phát, sau đó là chúng ta hướng dẫn họ, rồi họ sẽ điền và họ một lúc nào đó chúng ta quay lại chúng ta thu thập. Thì cái đó giúp cho cái khả năng cái thời gian đó chúng nó sẽ linh hoạt hơn, họ không có bị bó buộc là phải xong liền cái lúc đó như cái phỏng vấn trực tiếp. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ đảm bảo được là cái người phỏng vấn không có gây ảnh hưởng gì đến cái người điền hết, họ có thể ở đó họ điền cái lúc nào họ rảnh rỗi họ điền. Và nếu mà chúng ta muốn bảo mật thì chúng ta có thể đưa cho họ một cái phong thư hay cái gì đó để họ điền xong họ bỏ vô họ dán lại, thì họ sẽ biết là mình sẽ không có đọc được và mình cũng không biết ai với ai hết. Sau này về mở thông tư ra cũng không có biết ai với ai hết. Tuy nhiên cái dở của nó là cái người này phải đọc được chữ. Tại vì nếu mà không đọc được chữ thì không thể nào đưa cho bộ hỏi từ điền kêu họ điền được, thì cái đó là không có khả thi. Thứ hai nữa là nếu mà chúng ta thiết kế cái bộ câu hỏi nó không tốt á, cái câu hỏi nó quá dài hay là nó khó hiểu á, thì cái người tự điền họ sẽ điền sai. Cái thứ ba là đôi khi họ điền đại cho xong họ bỏ rất là nhiều câu mà chúng ta không có kiểm được, lúc đó chúng ta quay về chúng ta mở ra chúng ta kiểm thì đôi khi chúng ta sẽ không có biết là cái câu trả lời là cái gì, mà chúng ta quay lại thì có thể là trong nhiều trường hợp là nó không khả thi, không thể quay lại được nữa. Nên là cái câu hỏi từ điền nó sẽ phù hợp với cái người có trình độ tốt một chút. Những cái người không có những cái vấn đề về thị lực, tại vì nếu mà họ có vấn đề thị lực làm sao mà họ có thể nhìn được cái bộ câu hỏi đó để mà họ trả lời được. Tuy nhiên nếu mà có vấn đề về thính lực và có vấn đề không thể diễn đạt được bằng ngôn ngữ, không thể nói chuyện được, ví dụ trong trường hợp nào đó họ đang bị viêm họng nặng hay gì đó, thì cái cách tự điền này có vẻ là sẽ hay hơn là cái câu hỏi phỏng vấn trực tiếp. Phỏng vấn trực tiếp thì cái người đó có vấn đề về thị lực mình có thể hỏi được, nhưng mà có vấn đề về thính lực hay là khẩu lực thì có lẽ là sẽ không có phù hợp. Nên nếu mà chúng ta nghiên cứu, chúng ta nói là tôi nghiên cứu ở những cái người mà khiếm khuyết về thị lực và tôi đưa cho họ cái một câu hỏi để họ tự điền, thì mình biết là cái cách đó nó sẽ không phù hợp rồi. Vậy thì cái đối tượng nghiên cứu nó cũng liên quan rất là mật thiết với là cái công cụ mình thu thập, tùy cái đối tượng mà mình có thể có cái bộ công cụ thu thập dữ liệu phù hợp, đúng không ạ? Và cái bộ câu hỏi từ điền này hiện nay thì rất là nhiều cái biến thể, như là chúng ta thấy là trong cái thời gian vừa qua là họ rất là nhiều nhà nghiên cứu là thiết kế trên Google Form, đúng không? MS Form, rất là nhiều cái.
rồi họ chuyển cái đó tới những cái người được nghiên cứu và để điền vào. Nhưng mà cái cách đó thì chỉ phù hợp với những cái bạn trẻ trẻ hay có dùng công nghệ thôi, chứ cái người lớn tuổi quá thì nó sẽ không có thể nào mà dùng được cái bộ công cụ đó. Hoặc là ở vùng xa, cái điều kiện mà tiếp cận internet mà khó khăn á, thì có thể là cái bộ câu hỏi từ điền này nó không có đảm bảo. Bộ câu hỏi từ điền bằng cái cách là sử dụng những cái công nghệ á thì có thể sẽ không có đảm bảo. Tuy nhiên nó cũng có cái hay là hồi nãy mình nói những cái thông tin nhạy cảm á, thì đôi khi là cái bộ câu hỏi từ điền này lại hiệu quả trong cái việc là lấy những cái thông tin nhạy cảm. Tại vì có những câu hỏi mà khi mình phải bắt họ ghi đầy đủ tên tuổi rồi mình nhìn thấy mặt họ mình hỏi, nhiều khi họ không trả lời. Nhưng mà mình đưa cái bộ đó cho họ ngồi đó, nhiều khi họ sẽ trả lời. Tại vì họ biết là mình cũng không nhận ra họ đâu, thì họ trả lời đúng cái thông tin đó hơn. Vậy thì đó là cái ưu và khuyết điểm của cái bộ câu hỏi từ điền. Câu hỏi từ điền có thể là sử dụng qua email, có thể sử dụng qua cái form thu thập dữ liệu, đều được hết. Tuy nhiên thì trước đây chúng ta có cái cách là đưa qua đường bưu điện á, dù là đưa qua email, đưa qua đường bưu điện hay là đưa qua cách gì, thì đối với câu hỏi từ điền á, thì chúng ta nên có hướng dẫn họ trả lại. Ví dụ như là sau khi điền xong thì sẽ gửi cho cái người tổ trưởng đó, họ sẽ xuống họ lấy. Hay là sau khi điền xong thì có thể gửi trả lại cho ai, ở chỗ nào, địa chỉ nào. Chứ nếu mà chúng ta gửi qua bưu điện mà chúng ta không có để địa chỉ, chúng ta không có để tên cái người gửi, thì nhiều khi là họ làm họ không cũng biết gửi cho ai hết trơn á. Cái thứ hai nữa là nếu mà chúng ta đã thiết kế qua bưu điện thì chúng ta phải đưa cho họ cái phong thư có dán sẵn tem hay là như thế nào đó họ gửi, chứ không lẽ họ phải trả cái tiền rồi họ gửi về nữa thì chắc là họ sẽ cũng không làm chuyện đó đâu. Và một điểm rất là quan trọng á, là khi mà thiết kế một câu hỏi từ điền thì trong cái bản mà thông tin nghiên cứu á, tại sao mà cần phải có cái người mà để họ gọi họ hỏi. Ví dụ họ đọc cái câu hỏi đó họ không hiểu, họ gọi họ hỏi lại. Thứ hai nữa là trong những cái tình huống dù như họ có thể họ không có đọc được cái chỗ mà họ sẽ gửi cái bộ câu hỏi về đâu á, thì họ có người để họ liên lạc, họ gửi lại. Một trong những cái cách mà có thể tăng cái câu trả lời á, trong cái bộ câu hỏi từ điền á, thì mình những ai mà hay mà đi siêu thị hay là tham gia các cái chương trình thì chắc là có lẽ là cũng sẽ có cái kế hoạch giống như vậy. Tức là họ sẽ thay vì mình sẽ có một cái incentive, có nghĩa là cái tiền hay là cái món quà để trả lại cho cái người tham gia vào nghiên cứu á, thì thay vì trả cho nhiều người thì họ sẽ tập trung một cái thôi. Ví dụ như là anh trả lời câu hỏi này sẽ có cái khả năng là trúng được một cái món quà gì đó nó lớn, thì như vậy thì sẽ tăng cái khả năng trả lời nhiều hơn và cái giá trị của món quà nó cũng lớn thôi, cái người nhận được họ cũng thích hơn. Các anh chị có câu hỏi hay có gì cần trao đổi thêm chỗ này?